Mercedes C300 AMG được xem là chùm cuối của dòng xe sang C-Class. Với những tính năng vượt trội, thiết kế kết hợp hoàn hảo giữa chất thể thao và sự sang trọng vốn có của hãng xe Đức, dòng xe này đã dễ dàng chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất. Từ đầu năm 2019, Mercedes-Benz chính thức trình làng các phiên bản nâng cấp của C-Class. Trong đó, phiên bản Mercedes-Benz C300 AMG được đánh giá một mẫu xe thể thao thực thụ với nhiều cải tiến mới. Mercedes C300 AMG không chỉ được các chuyên gia đánh giá cao mà còn làm hài lòng người sử dụng bởi thiết kế ngoại thất vô cùng mãn nhãn. Mercedes C300 AMG sở hữu vẻ ngoài pha trộn hài hòa giữa nét thể thao và sự lịch lãm với kích thước tổng thể vừa vặn 4686x1810x1442mm. Điểm nhấn chú ý đầu tiên của Mercedes C300 AMG đó chính là thiết kế phần đầu xe. Phần đầu ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt hình viên kim cương ôm trọn logo ngôi sao ba cánh quen thuộc của hãng. Thiết kế sắc sảo và có phần dữ tợn là những từ ngữ được các chuyên gia dùng để đánh giá đèn trước của xe. Không chỉ mang đến sự bắt mắt, đèn pha trước còn được tích hợp công nghệ multi-bay ấm LED hiện đại. Phần thân xe Mercedes C300 AMG mềm mại và không kém. Phần lịch lãm nhờ các đường dập nổi nhẹ nhàng. Cùng với đó là gương chiếu hậu khác màu trông khá nổi bật và khác biệt. Trong khi ngoại thất gây ấn tượng bởi những chi tiết nổi bật và khác biệt thì nội thất Mercedes C300 AMG lại chiều lòng người dùng bởi sự sang trọng và đẳng cấp. Theo đó, phần lớn các chi tiết trên xe đều được bọc ra toàn bộ với sợi carbon và kim loại đắt tiền. Ấn tượng nhất trong thiết kế nội thất xe Mercedes C300 AMG đó chính là hệ thống đèn viền nội thất với 3 tùy chỉnh 3 màu sắc và độ sáng khác nhau. Nhờ đó, không gian trong xe khi di chuyển trời tối sẽ trở nên trang hoàng và có phần lãng mạn hơn. Sự xuất sắc trong trang bị tiện nghi của Mercedes C300 AMG cũng gây ấn tượng mạnh. Theo đó, điểm ấn tượng đầu tiên đó là hệ thống điều khiển truyền thông đa phương tiện Command Online. Hệ thống này sử dụng đầu đọc DVD, màn hình TPT 8,4 inch, bộ thu sóng phát thanh. Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển trên Mercedes C300 AMG còn được trang bị dàn âm thanh 13 loa, hàng hiệu Burmester công suất 590 W, đầu đọc thẻ SD, bộ nhớ lưu trữ 10 GB, tương thích định dạng megapixel 3/WMA/ACC, kết nối Bluetooth, trình duyệt Internet, chức năng điều khiển bằng giọng nói, ly ngựa tronic. Mercedes C300 AMG với hệ thống điều hòa khí hậu tự động hai vùng Thematic mang đến sự thoải mái và dễ chịu cho người dùng khi di chuyển. Cùng với đó, C300 còn được trang bị cửa sổ trời, chỉnh điện góp phần mang đến sự thoáng đãng cho không gian trên xe. Ngoài ra, một số tiện nghi ấn tượng được Mercedes C300 AMG mang đến không thể bỏ qua như hệ thống khóa xe thông minh và khởi động bằng nút bấm Start, Stop, Keyless Go, mở cốp sau từ xa bằng khóa điện tử, chức năng Hands Free Access, hỗ trợ mở cốp khi hai tay bận mang, xách đồ. Mercedes C300 AMG sử dụng hộp số tự động với 9 cấp số 9G, TRONIC Plus và hệ dẫn động ở cầu sau. Điều này giúp cho xe có khả năng tăng tốc lên tới 100 km/h chỉ trong vòng 5,9 giây và có thể đạt tốc độ tối đa là 250 km/h. Sự tuyệt vời và ấn tượng này khiến cho những fan cuồng của Mercedes thực sự thích thú. Với những bứt phá tuyệt vời này chắc chắn cũng sẽ giúp Mercedes C300 AMG bỏ xa những đối thủ cùng phân khúc như Audi A4, Jaguar XE hay BMW Series 3. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Mercedes C300 AMG màu xanh, sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2020. Đăng ký tên tư nhân, mới lăn bánh được 19.000 km, nội ngoại thất còn rất mới. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.